không biết mấy bà sao chứ sau một ngày làm việc mệt mỏi là tôi chỉ muốn ghé ngay tới ngói spa để thư giãn thôi á. Spa ấm cúng nằm ở 353/11A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình nè. Không gian được phủ một màu xanh mát. Mấy góc này mấy bà có thể chụp hình sống ảo bao đẹp nha. Đến với ngói spa là mấy bà được chăm sóc từ A đến Z luôn á. Ngoài spa chăm sóc da ra, ở đây còn có cả làm tóc nữa nè. Mà toàn là dùng hàng cao cấp không thôi đó. À mà thứ bảy hàng tuần thì sẽ có bác sĩ da liễu trực tiếp thăm khám và điều trị. Tiêm meso hay là tiêm filler thì cũng do chính tay bác sĩ luôn nha. Còn hôm nay là tôi đến đây để sử dụng gói massage body thủy điểm nè. 400 cành nhưng mà tôi săn trên Hot Deal chỉ còn 179 cành thôi á. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu làm nha. Đầu tiên là phải quấn khăn trước đã. Tiếp theo là lau chân bằng khăn ấm nè mấy bà. Kỹ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất luôn á. Sau đó là khởi động ấn huyệt từ lòng bàn chân đến bả vai. Bước này sẽ giúp cho mình giảm căng thẳng vùng eo lưng và mang lại cảm giác dễ chịu. Rồi mình massage cẳng chân nè. Tiếp theo là massage và ấn huyệt vùng lưng nè. Ở đây chị kỹ thuật viên làm rất là kỹ và làm khá là nhiều bước cho nên là tôi không có thể nhớ hết được đó mấy bà. Mùi hương tinh dầu thoang thoảng, xong lại còn cả âm nhạc du dương nhẹ nhàng. Chị massage dễ chịu tới nỗi mà tôi muốn ngủ quên luôn á. Ngoài những cái dịch vụ mà tôi nói khi nãy thì ở đây còn có cả phun xăm, phun môi các thứ nè. Muốn nối mi hay là làm nail thì ở đây cũng có luôn nha. Làm tất cả mọi thứ chỉ với một chỗ thôi mà giá cả thì khá là hợp lý ha. Tới bước này là gần xong rồi nha, được massage hơn cả tiếng đồng hồ là tôi thấy ngày hôm nay của tôi là thấy khỏe khỏe hơn xíu rồi đó. À mà ở đây có cả gội đầu dưỡng sinh nữa nè, bữa sau tôi phải qua làm thử mới được. Hôm nào mà mấy bà muốn đi thư giãn và làm đẹp các thứ này thì mấy bà có thể tới ngói spa nha. Tôi gắn cái clip quay ban ngày để cho mấy bà biết đường để đi vô trong này nè. Đường cũng dễ đi lắm, mắt mấy bà đi theo Google Maps là được nha.